một con chuột cái, dòng chuột túi Opot có cặp mắt lác, được đặt tên là Heidi, hiện ở vườn thú Leipzig, đã đột nhiên thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông Đức. Cô nàng dẫu chưa được đưa ra giới thiệu tại vườn thú, nhưng đã trở thành chủ đề của một ca khúc ăn khách trên YouTube và có tới hơn 65.000 fan hâm mộ trên Facebook, nhiều hơn cả lượng fan của Thủ tướng Merkel. Heidi bị bỏ rơi ở Mỹ cùng một chị em gái và được đưa sang Đức hồi tháng 5 cô chuột túi Oppo dễ thương đã trở thành nổi tiếng ngay cả khi chưa ra mắt mọi người. Hai chị em Heidi cùng một chú chuột túi Oppo đực có tên là Teddy sẽ được giới thiệu cho công chúng vào tháng 7. Các chuyên gia nói cặp mắt bất thường không gây hại cho sức khỏe của Heidi và rất có thể nó liên quan tới chế độ ăn uống trước khi Heidi bị bỏ rơi mà cũng có thể là do Heidi béo phì khiến quanh mắt bị mỡ động.